Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp Thì hôm nay em có về một chiếc t-shirt Chermin Một cái dòng rất rất là huyền thoại của nhà t-shirt Với thiết kế kích thước size 42 Đây là một dòng dress dành cho anh em có hổ tay lớn và vừa à, Với cơ bản thì t-shirt Chermin vẫn luôn là những chiếc đồng hồ Với thiết kế đẹp, ấn tượng, à, dễ đeo ở à, Trông con nét thì đấy nó hơi sang trọng một chút và đặc biệt là chiếc đồng hồ Jemin đang cầm trên tay của em đây có thêm một cái điểm nhấn nữa đó chính là có chuẩn chronometer. Tức là độ sai số ở chiếc đồng hồ này đâu đó chỉ cho phép từ 4 đến 6 giây một ngày thôi. Quá là ngon rồi các bạn nhỉ. Không có gì để mà chê trên chiếc đồng hồ này nữa. Thì với chiếc t-shirt này thì giá limit của nó là trên 30 triệu. Còn cách đây khoảng độ đâu đó rơi vào tầm khoảng 5 năm rưỡi thôi Các bác phải bỏ ra đâu đó rơi vào tầm khoảng 17 triệu 500 đến 18 triệu 500 Để sở hữu chiếc t-shirt trên này Theo đường sách tay Còn hôm nay mới 100% full box Các bác chỉ cần phải bỏ ra mức giá là 12 triệu 500 ngàn Giá t-shirt chưa bao giờ nó lại rẻ đến như thời điểm này Thật sự với các bác là quá rẻ Ngày xưa bọn em nhập buôn và cũng không có cái giá 12 năm Chứ chưa nói đến là bán Đấy, cho nên là ngày xưa nếu các bác nào mà mua cách đây khoảng độ đôi năm ấy Mua cái giá 17 năm, 18 năm thì các bác cũng thông cảm nhé Bởi vì cái thời điểm đấy giá nó cao thật Còn thời điểm hiện tại thì thật sự các bác được t-shirt giá nó quá rẻ Trừ một số dòng cơ bản thì giá nó vẫn hơi cao Đó là dòng Tradition Open Heart ấy, Hoặc là dòng Lơ Lốc uh, Bản gọi là Demi Đấy, thì giá nó sẽ hơi cao một chút Còn lại những cái dòng khác thì gần như là giá nó đã sale gọi là kịch sàn rồi Kịch sàn luôn các bác quá rẻ luôn. 12 triệu 500 ngàn là bọn em đã có lãi Tất nhiên là lãi nó không cao thôi Tuy nhiên thì nó đã có lãi rồi Đấy nó chỉ nhỉnh hơn 1 phần 3 So với mức giá niết yết của con đồng hồ Quá rẻ thật sự các bác là Nó sale phải đến 70% Rồi thì dòng t-shirt Chemin này Nó là dòng định vị phân khúc tầm trung khá Của nhà t-shirt đây các bác nhé Con này là T099408360380 À, chúng ta có mạng PVD chống nước 50m kính sapphire có phủ chống lóa và máy thì chuẩn chronometer và máy mà chiếc em đang cầm trên tay đây là chiếc Powermatic 80 hai tech s Government, bộ máy với 80 giờ tích à, đi theo nó sẽ là một bộ dây da cá sấu màu nâu cánh rán này một chiếc khóa bướm với logo t-shirt này toàn bộ thân vỏ được mạ PVD màu rose gold vàng hồng rất đẹp này benzo đánh bóng phần càng hông thì được đánh xước này rất chỉn chu kính sapphire thì trong vắt có phủ chống lóa mà các bác cho nên là mặt kính của nó phải nói là rất rất trong tất nhiên là phủ chống lóa một lớp thôi cho nên là chúng ta vẫn sẽ có hơi như thấy những cái điểm lóa trên cái mặt kính tuy nhiên không nhiều đâu chứ còn hai lớp thì nó sẽ còn trong trào hơn nửa nhưng mà cơ bản là cái độ chống lóa như thế này thì em đã thấy đánh giá là nó đã khá là ok rồi đấy núm sẽ có logo chữ T đặc trưng của t-shirt này và thiết kế kính theo kiểu dạng tràn viên bác nào mà mắt kém thì đeo con này nó cực kỳ hợp lý này mắt kém này, tay to đi làm thì đeo con này rất hợp lý luôn, bởi vì mặt số nó to mà, nó rất dễ xem giờ luôn đấy ạ. Ờ, kích thước size con này thì 42, con này là size 42, một chiếc dress watch khổ to, đây 42 các bác nhé, 41.9 cứ cho là 42 đi, bởi vì ừ. rất khó để đo được cái cái phần size chuẩn. dày con này là 10.6, à, đánh giá là độ dày cũng rất là vừa phải. Phần viền 10.4 Nói chung là 10.6 Độ mỏng là Có thể tạm gọi là khá ok Lát tôi lắc nó rơi vào tầm 49 thì phải 48.9 49 Con này thì Nói chung là anh em cổ tay vừa đến to nhé Thì đeo sẽ rất là đẹp Anh em cổ tay nhỏ quá thì đeo nó sẽ hơi to Cho dù phần càng con này cũng khá là gọn thôi Tuy nhiên thì vẫn khuyên anh em có cổ tay lớn một chút đeo đẹp Còn nếu mà anh em cổ tay 15.7 đeo nó sẽ như thế này Đeo cũng ổn các bác nhỉ, đeo cũng rất là ổn đấy chứ. Rất ổn, rất ổn. Cổ tay 15.7 cm nhé. Chứ còn nếu các bác cổ tay khoảng tầm 17, 18 thì đeo nó đeo hơn nhiều. Xin thưa các bác là đây là một chiếc dress watch khổ lớn mà. Cho nên là anh em nào cổ tay càng lớn đeo cái này càng đẹp. Ờ Cọc kim thì toàn bộ sẽ được mạ PVD màu rose gold vàng hồng và bộ kim của nó thì phải nói là cực kỳ ấn tượng với thiết kế theo kiểu dạng kiếm ngắn đấy. Đó. Rồi cọc số thì chúng ta sẽ có là cọc vạch pha với cọc la mã này Đấy, thiết kế Vân guliche Phải nói là Vân guliche bên ngoài Phải nói là cực kỳ ấn tượng Phần giữa thì chúng ta sẽ có Vân đánh phẩy xước Và có trải tia sunburst bớt rất đẹp Phải nói với các bác là con này Phải nói là cực kỳ sang, cực kỳ sang trọng T-shirt 1853 này, chemin này Đấy, chúng ta có Ờ, chuẩn chronometer này Độ xe số chỉ từ 4 đến 6 giây một ngày thôi Và Ô lịch này gấp 6 giờ thì các bác chú ý nhé với, với phiên bản này thì nó sẽ có hai phiên bản đó là phiên bản thường và phiên bản chronometer uh, với phiên bản thường thì giá nó chỉ rơi vào tầm khoảng 11 triệu thôi còn với phiên bản chronometer này thì nó sẽ là 12 triệu 500 máy nó sẽ chính xác hơn rất rất nhiều đấy các bác nhé máy chronometer thì bao giờ cũng là máy uh, cao nhất của nhà Tissot sớt rồi thì với con máy chronometer này thì cái độ sai số phép của nó chỉ từ 4 đến 6 giây một ngày thôi Nó ngang ngửa với những chiếc đồng hồ tiền trăm tiền tỷ đấy Nói thật với các bác là đồng hồ tiền trăm tiền tỷ nó cũng chỉ có cái chuẩn này thôi chứ nó, nó cũng chả có, cái chuyện mà nó tốt hơn đâu Cho nên là trong cái tầm giá thì em vẫn luôn nói với các bác là Luôn luôn khẳng định với các bác là trong cái tầm giá thì máy t shirt nó luôn là số 1 Đấy, chẳng qua em là fan Seiko bởi vì em là một người hơi thích cái kiểu dáng Nhà Seiko thì các bác sẽ thấy là cái kiểu dáng của nó rất là đa dạng các bác thích mềm mỏng có mềm mỏng các bác thích dữ dằn có dữ dằn và các bác thích cực dữ dằn nó cũng có cực dữ dằn và thậm chí nó có những con đồng hồ rất độc và dị nữa à, đó là những người chơi theo kiểu dạng kiểu dáng còn đối với những người cơ bản đi làm cần một thương hiệu mạnh, một bộ máy tốt và một mức giá phải chăng thì em vẫn khuyên các bác nên lựa chọn thi sớt. Đấy các bác nhé. Còn Saiko là dành cho những người gọi là chơi về kiểu dáng thôi. Chứ còn nói thật với các bác là trong cái tầm giá này thì làm gì có thương hiệu nào ăn được máy và thằng thí sớt. Khẳng định các bác là không có một thương hiệu nào cả. Đấy. Rồi. Thiết kế đẹp. Yeah. Chả có gì để mà bàn cả. Rồi, mặt sau của nó cũng sẽ được mã QR màu rose gold vàng hồng. Nó có cái siêu đấy các bác nhé, em bóc ra cho các bác nhìn rõ hơn đấy. Ờ, chúng ta sẽ có những thông số cơ bản như là kính sapphire thân thép không dỉ, tí 1853, chống nước 50 m à, chuẩn chronometer và serial number của đồng hồ. Mặt sau thì nó hơi có cái vân tay của em nó hơi bị bẩn một tí. Các bác lau đi là sạch thôi. À, máy con này là Powermatic 80.111 Hitech Excavement, một bộ máy đã được nâng cấp với 23 GB các bác chú ý nhé đấy trước đây thì nó dùng máy automatic nhưng mà bây giờ đại đa số của t shirt mới ấy, thì gần như là 90 phần trăm 95 phần sẽ được sử dụng con máy mới hết rồi thì với con máy này thì chúng ta có 80 giờ tích có automatic có hỗ trợ có tay dừng kim dây hack stop và đặc biệt là cái độ sai số cho phép chỉ từ 4 đến 6 giây một ngày quá ngon thật sự với bác là đồng hồ tiền trăm tiền tỷ nó chỉ có cái chuẩn này thôi Đấy mà mới 100% full box các bác chỉ bỏ ra nhỉnh hơn 1 phần 3 mức giá limit của con này Con này limit là nó thì em nhớ không nhầm thì nó phải trên 30 triệu cơ Còn em mình bán chỉ có 12 triệu 500 quá rẻ Chưa bao giờ nó lại rẻ đến như vậy Ngày xưa thì các bác phải bỏ ra 17 năm 18 năm để sở hữu con này và bây giờ giá nó đã thụt đi đến 1 phần 3 so với giá sách tay ngày xưa Các bác biết là tốt như thế nào rồi bảo hành 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi riêng cho vợ bọn em hỗ trợ 50 và cam kết là đến gấp 10 nếu phát hiện làm fake các bác chú ý nhé và mọi thông tin liên hệ em để phía dưới phần tiêu đề tất nhiên đối với những sản phẩm giá trị cao thì mong các bác thông cảm là bọn em sẽ có yêu cầu gặp trước từ 15 đến 20 giá trị của đồng hồ cái này thật sự là mong các bác thông cảm cho em Minh nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo